Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món cháo trắng lá dứa. Hôm nay thì mình sẽ ăn chung với cá kho khô. Ở đây mình sẽ có là vừa có cá bóng nè, rồi lòng tong, ít tép, thì tổng cộng mình dùng khoảng 400g. Mình dùng 2-3 thứ như vậy thì khi mà mình kho ăn nó sẽ ngon hơn. Khoảng 150g dưa mắm thì khi mua về các bạn rửa sạch, sau đó các bạn trần sơ qua nước sôi cái mình vớt ra liền nha, rồi rửa sạch lại nữa, rồi các bạn xắt thành miếng vừa ăn, kiểu như mình trần cho nó sạch khuẩn. 300g gạo. Gạo này thì mình có thời gian thì các bạn nên ngâm, mình ngâm khoảng vài tiếng khi nấu cháo thì nó sẽ nhanh mềm hơn, còn không có thời gian thì mình chỉ cần vo sạch thôi. Để giúp cho cháo nó sẽ sánh dẻo hơn thì mình sẽ dùng thêm khoảng 100g nếp, còn không thì mình dùng gạo hoàn toàn cũng được. Gạo với nếp thì tất cả là đều phải vo cho sạch. Hành lá thì mình sắc nhuyễn, cái đầu hành mình để riêng nha, một ít ớt. Rồi mình có khoảng 2 muỗng canh tỏi ớt băm, một ít nước lá dứa. Lá dứa thì mình sẽ xay nó ra. Cháo trắng lá dứa thì các bạn dùng cái nước lá dứa mình xay ra thì nó sẽ thơm hơn là các bạn mình thả cái lá trực tiếp vào trong cháo mình nấu. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là khoảng 4 lít nước. Bây giờ mình sẽ cho gạo với nếp vào luôn. Cho tiếp phần nếp vô. Khi nó sôi trở lại rồi mình sẽ để lửa vừa hoặc lửa nhỏ nha các bạn. Mình nấu từ từ. Nấu cháo thì phải cần thời gian á thì nó mới nhừ ra. Cứ khoảng 5-7 phút thì các bạn nên mình khuấy đều nha. Để không mấy là nó sẽ dễ, rất là dễ bị khét ở dưới cái phần đáy nồi. Bây giờ mình sẽ đi ướp cá nha các bạn. Mình cho vào đây là một muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối. Mình cho phân nửa tỏi ớt vô, chừa phân nửa tỏi ớt để hồi mình sẽ trộn phần dưa mắm nha. Ướp cá thì mình sẽ ướp chung với đầu hành để nó khử mùi tanh rất là tốt. Mình cho ớt vào luôn đi nha. Mình sẽ dùng đường thốt nốt để mình kho cá cho nó có màu đẹp. Khoảng một muỗng canh đường thốt nốt. Nếu như mà dùng đường cát thì các bạn bớt lại chút, tại đường thốt nốt nó sẽ không có ngọt bằng đường cát á. Một muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn có thời gian mình sẽ ướp cá ít nhất là nửa tiếng. Mình nên để vô ngăn mát cho nó tươi. Mình ướp 1-2 tiếng cũng không sao, nhưng mà theo mình thấy cá này nhỏ thì mình chỉ cần ướp khoảng nửa tiếng, 1 tiếng là được rồi, cũng không cần phải ướp lâu. Mình cho vào đây thêm ít nước màu nữa nha. Bây giờ mình sẽ cho vô ngăn mát để ướp cho tươi thịt nha. Tùy theo dưa mắm mà mình nêm đường sẽ khác nhau nha. Dưa mắm này của mình nó sẽ mặn nhiều á, nên mình chỉ cần là ướp đường thôi. Mình cho đây một muỗng canh đường, rồi cho tỏi ớt vào. Đúng ra là cái này các bạn phải làm trước một ngày thì mình ướp nó mới thấm đường, nó mới ngon. Còn không có thời gian thì mình phải chịu khó ướp vài tiếng. Mình ướp trước vài ngày nó ngấm đường, nó ngon hơn. Nó sẽ trong cái miếng dưa mắm này lại. Mình trộn rồi mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát, mình ăn dần. Hôm nay thì mình chỉ làm một ít thôi để mình ăn kèm chung với cháo trắng. Đó, mình trộn như thế này thôi rồi mình ướp. Hiện tại thì mình sẽ để ở ngoài nhiệt độ phòng trước để cho nó tan đường á. Rồi sau đó mình mới bảo quản trong ngăn mát. Sau khi ướp xong rồi mình sẽ cho lên bếp mình kho nha, mình sẽ để lửa lớn để cho nó nhanh sôi. Bây giờ nó sôi trở lại nè, mình sẽ cho đây khoảng 50ml nước thì tầm khoảng 3 muỗng canh nước thôi. Kho cá thì mình cũng không cần phải cho quá nhiều nước các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại, để lửa liu riu thôi nha. Kho cá thì cần thời gian á, thì cá nó mới ngấm gia vị, nó mới ngon.
Nấu cháo thì các bạn nhớ thăm chừng nha, lâu lâu mình khuấy. Chú ý là nấu cháo đừng có đậy nắp nha các bạn, đậy nắp là nó trào á. Cho nó sôi liu riu là được. Sau khoảng 20 phút bây giờ mình sẽ mở nắp ra luôn nha các bạn. Mình mở nắp ra để cho nó cạn hẳn luôn. Mấy con cá này nó nhỏ do đó là mình không cần phải trở các bạn. Trở nhiều quá mà không khéo là nó sẽ bị bể cá. Sau khoảng 45 phút thì nồi cháo của mình lúc này bắt đầu nó đặc này các bạn. Thì mình sẽ cho nước lọc thêm. Thì tùy theo sở thích nha. Nhiều bạn thích ăn đặc ăn loãng thì mình sẽ canh mình cho điều chỉnh. Nhưng mà thông thường cháo trắng thì mình sẽ ăn hơi đặc chút xíu. Còn nếu như các món cháo thịt mà cháo lòng này kia thì mình sẽ nấu loãng. Mình cho vào đây khoảng nửa lít nước nữa nha các bạn. Khoảng nửa lít nước đó là mình thấy được rồi đó. Mình để lửa cho nó sôi trở lại. Sau khi nó sôi trở lại thì mình để lửa vừa mình nấu thêm chút xíu nữa. Khi mà mình dùng nếp vào trong đây á thì cháo nó sẽ sánh, nó có cái độ sánh dẻo hơn. Một điều lưu ý á, nếu như mà các bạn nấu cháo cho người bệnh ăn á, mà kiểu như là người ta có cái vết thương hở hoặc là vết thương đang lành á, thì khi nấu cháo thì mình sẽ không nên cho nếp vào nha, mình chỉ dùng gạo thôi. Tại vì cho nếp vào thì ăn nó không có tốt cho các vết thương. Cá nó gần cạn là mình sẽ cho vào đây một ít mỡ. Kho cá thì mình sẽ dùng thêm chút xíu mỡ heo thì nó sẽ ngon hơn. Hoặc mình dùng dầu ăn cũng được. Cái mỡ này giờ mình để ngăn mát nên nó sẽ đông như thế này. Cho mỡ vào nó sẽ bóng con cá nó đẹp hơn. Mình kho liu riu đến khi nó cạn lại thôi. Cháo mình nấu thêm tầm khoảng 15 phút. Tổng thời gian thì nấu cháo tầm khoảng 1 tiếng các bạn, cháo nó mới nhừng. Lá dứa thì nãy giờ mình để cho nó lóng. Cái phần nước trong ở trên thì mình sẽ bỏ đi. Mình lấy cái phần ở dưới nó sẽ đậm màu hơn các bạn. Nó lóng cái màu đậm hơn. Mình cho vô màu nó lên xanh rất là đẹp. Mình tắt bếp luôn nha. Rất là thơm luôn, màu nó cũng đẹp nữa. Như vậy là nồi cháo của mình đã xong rồi đó. Mình có thể là mình đậy nắp lại để mình giữ nóng. Nhìn nồi cháo thì nó nhiều thiệt, nhưng mà nếu như với 300g gạo thì mình nấu cũng không được bao nhiêu cơm đâu các bạn. Giờ mình nấu một nồi này để ăn khi ăn cả ngày á. Bây giờ cá nó bắt đầu nó cạn nước rồi nè các bạn. Nó sắt xuống rồi nè. Rồi mình sẽ tắt bếp nha, mình thấy được rồi đó. Mình sẽ rắc tiêu lên đây. Bạn nào thích hành lá thì mình sẽ rắc chút xíu hành lá lên. Nhưng mà thông thường cá kho tiêu thì ít khi nào rắc hành lắm. Mình sẽ rắc cho nó xanh xanh cho nó đẹp nha. Món cháo ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thêm chung với hột vịt muối. Thì hột vịt muối các bạn chỉ cần rửa sạch là mình sẽ luộc cho nó chín nha. Đơn giản thôi, do đó là mình sẽ không có quay. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm chà bông nữa. Chà bông ở đây mình dùng là chà bông gà nên cái màu nó sẽ hơi cam cam thế này. Cá kho hôm nay của mình màu cũng rất là đẹp nữa. Khi mà mình kho đủ thời gian á thì con cá nó sẽ săn chắc lại các bạn. Nó cứng cáp á, ăn nó sẽ ngon hơn. Cháo sánh dẻo rất là ngon các bạn. Nó có cái độ dẻo như mình dùng nếp ở trong đây á. Khi nói tới cháo trắng thì không thể nào là thiếu hột vịt muối. Hột vịt muối mình ăn kèm chung rất là ngon. Với món cháo trắng này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.